Các bạn, video này mình sẽ review về ICO, đó là ICO Creator. Về ICO Creator thì trước đấy mình cũng có review về dự án ICO này. Thì ở trong video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn bản white paper. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào trang web là creator.ai và click tại bản white paper để đi đến đường link. Đây là bản white paper của dự án ICO Creator. Nhưng mà các bạn thấy thì ICO Creator là một thị trường dữ liệu cá nhân được phân cấp, lưu trữ và theo dõi bán dữ liệu của bạn. Về tiếp theo thì các bạn có thể thấy các mục tiêu thiết yếu của chúng ta để giúp các cá nhân lưu trữ an toàn và trao đổi dữ liệu của họ để nhận phần thưởng bằng tiền thông qua thị trường tiêu thụ của chúng tôi, để giúp tổ chức giảm các chi phí tác động của dữ liệu không chính xác thông qua các nốt chính xác của dữ liệu của chúng tôi. Đây là một hệ thống. Tại sao một thị trường dữ liệu trên blockchain? Xác minh dữ liệu không chính xác chi phí cho các tổ chức tài chính lớn và dẫn đến các quyết định kinh doanh kém. Các nốt xác minh dữ liệu của bạn, chúng tôi xác minh tính của dữ liệu trên blockchain để cung cấp sự tự tin và tin cậy cho các tổ chức mua hoặc xác minh dữ liệu. Lưu trữ dữ liệu, vi phạm dữ liệu và cá nhân là một mối quan tâm lớn cho các cá nhân và tổ chức khác nhau, như quan hệ đối tác của chúng đối với chúng tôi như là story.io cung cấp một hệ thống lưu trữ dữ liệu an toàn cho dữ liệu cá nhân, kiếm tiền từ dữ liệu. Lần đầu tiên, mỗi cá nhân sẽ có thể nhận được phần thưởng cho dữ liệu của họ, cung cấp cho các cá nhân tính minh bạch để xem ai đã mua dữ liệu của họ và cách mà dữ liệu của họ sử dụng. Thị trường dữ liệu đáng tin cậy, giải pháp tốt nhất cho trao đổi dữ liệu hợp lý và hiệu quả. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một hệ thống thị trường dữ liệu mà các cá nhân và tổ chức đều có thể tin tưởng. Các cá nhân sẽ biết và hiểu cách dữ liệu của họ đang được sử dụng và các tổ chức có thể tin tưởng tính chính xác của dữ liệu mà họ nhận được. Chủ sở hữu dữ liệu, hệ sinh thái mở cửa cho mọi người tham gia. Nó đơn giản như tải xuống một ứng dụng chủ nợ. Chủ sở hữu dữ liệu có thể lựa chọn tham gia vào một dự án sẽ là tính minh bạch đầy đủ về các dữ liệu và của họ, để đổi lấy dữ liệu của họ sẽ nhận được phần thưởng bằng tiền. Về trình xác minh dữ liệu thì bộ kiểm tra dữ liệu trước tiên sẽ được chọn bởi nền tảng chủ nợ và các chuyên gia dữ liệu khác. Điều này có thể đảm bảo chất lượng và chuyên môn trong lĩnh vực này. Cuối cùng, trình xác minh dữ liệu sẽ được đề xuất và phê duyệt bởi cộng đồng chính xác minh dữ liệu. Phối hợp lại để xác minh dữ liệu, họ sẽ nhận được các phần thưởng trong mã thông báo CDPT. Về người mua dữ liệu thì bất kỳ tổ chức nào cũng có thể truy cập vào thị trường gửi một dự án. Khi một dự án được gửi, người mua dữ liệu sẽ được nhận được cơ sở dữ liệu của họ và bộ dữ liệu sẽ xác minh họ yêu cầu của họ. Họ cũng sẽ nhận được một đường mòn kiểm toán đầy đủ cho các hoạt động xác minh được xảy ra. Về hệ sinh thái thì gồm có chủ sở hữu dữ liệu, người mua dữ liệu và các nốt xác minh dữ liệu. Và đây là video chúng tôi đăng tải trên YouTube để giới thiệu về dự án ICO Creator. Với các trường hợp sử dụng, trường hợp thứ nhất là mục với các trường hợp thứ nhất đó là phân khúc khách hàng mới mà họ cần dữ liệu của một dự án thị trường tín dụng được trích dẫn ngân hàng có thể niêm yết. Nếu ngân hàng phân chấp nhận giá niêm yết của tất cả các chủ sở hữu sẽ được nắm mục tiêu nhận được thông báo dữ liệu bao gồm các tiền thưởng, tiền tệ, pháp nhân và cách dữ liệu sẽ được sử dụng. Chủ sở hữu có thể chọn tham gia bằng đồng ý bằng các ngân hàng. Một cơ sở dữ liệu của xác minh được tạo ra của phân phối khách hàng để phân tích. Tiếp theo thì về trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai thì
thì hiểu bệnh tim của trung tâm nghiên cứu y tế, chi phí lợi thu muốn cách lối sống ảnh hưởng đến bệnh tim, họ cần dữ liệu hoạt động để thể dục cho những người ở độ tuổi từ 35 đến 50. Trung tâm nghiên cứu y tế phi lợi nhuận này đơn giản có thể truy cập vào thị trường Creator và gửi một dự án thông tin đến tất cả các tracker thể dục hệ sinh thái, chủ sở hữu dữ liệu và được thông báo có thể tham gia vào các dự án nghiên cứu cực kỳ quan trọng. Và tiếp theo thì là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba thì trong trường hợp thứ ba, các bạn có thể thấy đây là giao diện của dự án. Với các tính năng mà lợi ích với các tính năng của dự án ICO, thứ nhất là cá nhân thì quyền sở hữu kiểm soát dữ liệu của bạn, lưu trữ dữ liệu an toàn từ story, phần thưởng tài chính cho dữ liệu của bạn, theo dõi các dữ liệu của bạn đang sử dụng. Các tổ chức thì truy cập dữ liệu được xác minh trên toàn cầu, xác minh dữ liệu sáng tạo, lưu trữ chuyển đổi khách hàng, tuân thủ GDPR và các bạn hãy tham gia với chúng tôi bằng cách cá nhân. Nếu như bạn muốn cảm thấy giá trị thực của bạn, hãy tham gia với chúng tôi. Đây là tiếp theo thì các bạn có thể thấy đây là các thành viên, các đơn vị đối tác của chúng tôi. Và đây là biểu đồ phát triển của dự án. Và đây là cách phân phối mã thông báo. Đây còn đây là việc phân phối quỹ lợi nhuận thu về. Tiếp theo thì các bạn cũng có thể thấy đây là các bạn hãy tham gia với chúng tôi với hình thức cá nhân, công ty, người xác minh. Và đây là lộ trình phát triển của dự án. Thì dự án được thành lập từ tháng 3 năm 2017. Chủ nợ được thành lập sang tháng 11 năm 2017. Thì đầu tư giống như tại Capital sang tháng 12 năm 2017 thì MVP được giới thiệu ở Hoa Kỳ. Và sang tháng 1 năm 2018, giao dịch điều kiện được xử lý giữa các khách hàng. Tháng 3 năm 2018 thì vòng hạt giống thí nghiệm liên danh Nova. Sang tháng 10 năm 2018, chủ nợ TGE sẽ bắt đầu. Tiếp theo thì đây là các thành viên của đội ngũ phát triển của dự án của chúng tôi ạ. Các bạn có thể thấy như là giám đốc điều hành và các nhà đồng sáng lập. Tiếp theo thì đây là giám đốc kỹ thuật và đồng sáng lập. Còn đây là phó chủ tịch kỹ thuật. Còn tiếp theo là giám đốc thiết kế, nhà phát triển và nhà chiến lược nội dung cao cấp. Và đây là các thành viên của đội cố vấn cũng như là các đối tác của chúng tôi, như là các nhà đầu tư Nova SVE, những cộng sự của chúng tôi, vân vân. Tiếp theo đây là các đơn vị đối tác ạ, đối tác của chúng tôi ạ. Và các bạn hãy tham gia với chúng tôi bằng qua các hội thảo của chúng tôi tại Ukraine, Hoa Kỳ, Mỹ, Bồ Đào Nha, vân vân. Và các bạn có thể để lại địa chỉ email của mình, chúng tôi sẽ gửi những cập nhật mới nhất về dự án ICO Creator đến các bạn. Hiện tại video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.